Tiểu nhị, vô hỏi khách kìa. Mấy đứa ăn gì vậy? Em tự xương trong giò. Tôi không hành bỏ nhiều nước mỡ. À, em có thể ăn một cái gì đơn giản hơn chứ, đúng không? Em là tô xương, không hành, nhiều tóp mỡ. Rồi, mỡ đầy đủ, không giò. Tôi đầy đủ không giò là sao ông nội, không hành là ông nội. Rồi gì nữa? Đây tôi đầy đủ không giò, không hành đúng không? Đúng rồi. Sao không bánh canh luôn đi? Rồi gì? Tôi đầy đủ không hành. Hả? Không hành. Đầy đủ không hành. Em đầy đủ nhiều hành. À, rồi nhớ không? Chơi chung với nhau mà sao có người ăn hành có người không ăn hành vậy? Rồi nhớ chưa? Nhớ chưa? Đầy đủ có hành, còn này đầy đủ không hành. Còn ông nội này là đầy đủ không hành mà không có xương, không giò, không có xương, không giò, không giò, không có giò. Rồi đầy đủ vô cho cuốn tập đi. Tô xương, một tô xương, không hành, không nhiều tỏi, nhiều tóp mỡ. Trời ơi, Hiểu ơi, giờ cho một tô. Rồi hồi một tô không để hành mà bỏ ngò, mà không để tiêu mà bỏ tỏi. Cái tô của em vậy rồi hồi thấy cái cảnh. Tô em. Trời ơi, sao cái gì mà nó phiền phức quá vậy? Đầy đủ, không bỏ xương mà bỏ thịt, mà bỏ không bỏ giò mà bỏ tôm. Lấy mực mà không để nạ. Trời ơi, có 10.000 mà nè ha. Anh ơi, cho đôi đũa, cho em miếng mỡ, cho thêm xin miếng hành. Đang nói cái gì hơi quá không ta? Chứ làm cái gì mà khó khăn dữ vậy? Là chỉ cần rồi, quên luôn rồi. Chị quên luôn rồi. Một tô. Sao thấy hay không? Nói đây nè. Có đầy đủ hành. Một tô đầy đủ không có hành. Rồi một tô đầy đủ mà không có giò, không có cẳng gì đó, mà không có hành luôn. Trời rồi, tiêu rồi. Hết biết rồi. Một tô xương gì đó mà có tỏi, tép mỡ nhiều. Tép mỡ nhiều mà không có hành. Tô này nhiêu vậy? Có người phục vụ à? Tô này nhiêu? 35. Trời, 35.000 sao nãy giờ không cho tôi ăn tô này ông nội? Trời ơi, 10.000 mới bưng có 2-3 tô mà tôi hành tôi từ nãy giờ. Trời đất ơi, đây nè, tô quá trời ngon mà không chịu. Nghĩ sao cho cái tô 10.000 mà bắt hành người ta. Cho em một tô đầy đủ không xương. Đầy đủ. Thôi bạn bè không lấy để ăn gì không xương cho thì chứ. Rồi ok. Em ơi, cho 3 tô đầy đủ, chỉ có 1 tô là không xương thôi. Thật sự là tôi mới chút xíu thấy là phun bàn xíu mà thấy hại não rồi đó. Có nhiều chàng trai giống như mấy chàng trai này phức tạp quá, ăn không hành, không xương nhiều, tép mỡ. Cái này của ai? Chú số 6. Cô số 6 này không? Chú đơn giản, đơn sơ mộc mạc là chú Ngon Nguyễn. Đơn sơ mộc mạc dễ phục vụ. Đầy đủ bình thường. Rồi cái này đầy đủ bình thường là của ai nè? Là của em đúng không? Thấy chưa? Thấy không? Thấy người ta này dễ chịu, người ta có đầy đủ ta ăn liền không? Còn mấy người kia đòi hỏi quá. Trời. Rồi đầy đủ không hành đâu. Đầy đủ không hành là ai? Đó thấy chưa, cái người nào đòi hỏi ít nhất là đó, không hành đó được không? Không giò không hành là của ai? Rồi đến chàng trai này rồi. Ủa hỏi bên đây chưa? Em ăn cái gì vậy? Tô 15 là cái gì? Là em ăn cái gì vậy? Đây biết đúng không? Lấy một tô 15. 2, 4, 6, 8, 80 nha. Rồi con đợi đường ta đi. Cảm ơn tụi em nghe. Tô 15 thì đúng không? Rồi số 7 đâu? Đây số 7 đúng không? Đây của số 7 đúng không? Của em là thịt sườn đúng không? Đổ cái bánh canh vô, như né xích qua bên con. Mực sườn. Để tôi trải nghiệm được cái sức lao động của những người phụ. Chua lắm chứ bộ. Chứ đâu có đường dễ đâu. Không có dễ ăn đâu. Đó, đủ thứ chuyện để làm đó. Rồi được chưa ta? Được rồi. Chắc ra vậy hả? Mình tự thôi. Mình tự bút thôi được không? Hãy cho bà đi. Ngon ha. Công nhận ngon ha. Hấp dẫn chứ bộ. Thường bữa bánh canh này ngon, hôm nay có quà thì nó càng ngon hơn. 3 tô đầy đủ 35.000 tô á, 1 tô sườn 10.000 với lại 1 tô bánh thêm 5.000 á. Tính đi. Vậy là 40.000. 40.000 với ba chàng trai kia mọi người 35 rồi móc xỉa. Chưa người bắt tôi tính. Uống nước phải ăn không? Nè. Dạ. Một chai đủ lạnh nè. Đây là 35 là 70 nè, 70 đây là 105. 105 với bà 40 nữa là nhiêu? 105, 145. 145. Ủa sao nãy nói 3 tô lên. 35 là 70 nè, 70 105 với 15. Ủa vậy sao nói là thêm 120? Đó cái này là người ta cho sườn 10.000 với lại một tô nạc, một tô bánh thêm 5.000 nữa. Ủa đồ bánh thêm không? Nó 5.000 luôn đó, thấy chưa? 35 là nhiêu? 105 với 15.000 là nhiêu? 120 là 120.000. Định bộ vô túi 10.000 mà không được nè, khó quá.